Xin chào mừng toàn thể quý vị các bạn, chúng ta sẽ cùng quay trở lại với sân bóng Quy Sơn để cùng đón xem lượt thi đấu thứ hai trong buổi chiều ngày hôm nay. Giải bóng đá các câu lạc bộ Sầm Sơn chào hè năm 2022. Như vậy thì tiếng còi bắt đầu hiệp thi đấu đầu tiên đã được vang lên. Lượt thi đấu thứ hai được diễn ra thuộc về cuộc đối đầu giữa cao thủ FC 36 New cùng với đó là FC Sơn Trang. Ngày hôm nay thì cao thủ FC 36 New sẽ ra sân với trang phục quần xanh áo vàng xanh. Còn đối đầu với họ sẽ là cao thủ FC Sơn Trang ra sân với trang phục quần trắng áo trắng, bí tất trắng. Hai màu sắc đối ngược nhau sẽ đối đầu với nhau trong buổi chiều ngày hôm nay. Ở ít phút trước đó thì chúng ta đã được chứng kiến cuộc đối đầu khá gay cấn. Đó là cuộc đối đầu giữa cao thủ FC Long Khánh và Sóng Thần. Và kết thúc thì tỷ số thuộc về 4-3 nghiêng về phía cao thủ FC Sóng Thần. Một trong những cơn mưa bàn thắng trong lượt thi đấu đầu tiên. Các câu lạc bộ Sầm Sơn chào hè năm 2022. Và để tiện cho các bạn theo dõi trong lượt thi đấu thứ hai này, cuộc đối đầu giữa các thủ 36 New và FC Sơn Trang, thì ngay sau đây chúng tôi xin phép được công bố đội hình ra sân của cả hai đội bóng như sau. Bên phía các thủ FC 36 New ra sân gồm có cầu thủ áo số 17 Như Hoàng, số 45 đó là Hữu Ngọc, số 77 Đình Đức, số 5 Minh Quang, số 7 Văn Sinh, số 19 Quốc Anh, số 20 Văn Đại và cuối cùng là cầu thủ áo số 99 Văn Đức. Còn bên phía các thủ FC Sơn Trang ra sân ngày hôm nay gồm có cầu thủ áo số 3 Văn Quang. Xin lỗi các bạn, cầu thủ áo số 8 Viết Vũ, số 10 Hữu Tuấn, số 16 Lâm Phi, số 39 Khắc Anh, số 90 Viết Hùng, số 95 Dũng Phúc Ba và cuối cùng là cầu thủ áo số 98 Ngọc Lương. Hy vọng rằng lượt thi đấu thứ hai, cuộc đối đầu giữa các thủ FC 36 New và FC Sơn Trang sẽ có thật nhiều bàn thắng được ghi, giống như ở lượt thi đấu đầu tiên, cuộc đối đầu giữa các thủ FC Long Khánh và Sóng Thần. Trong giải bóng năm nay, giải bóng các câu lạc bộ Sầm Sơn chào hè năm 2022 sẽ được diễn ra gồm 6 đội bóng thi đấu vòng tròn tính điểm và tìm ra đội bóng có số điểm cao nhất sẽ là đội bóng đương kim vô địch trong giải bóng đá năm nay. Với sự góp mặt của đơn vị đồng hành đó là Trà Chanh Timor nằm tại số 10 đường Thanh Niên, cùng với đó là sân bóng Quy Sơn tại số 11 đường Thanh Niên tại thành phố biển Sầm Sơn. Giải đấu sẽ được diễn ra vào mỗi buổi chiều thứ năm và chủ nhật hàng tuần tại sân bóng Quy Sơn. Tất cả những trận bóng trong giải đấu năm nay sẽ được quay phát và tường thuật trực tiếp trên fanpage Kết Nối bóng đá phong trào Sầm Sơn. Và hy vọng rằng quý vị các bạn, những cổ động viên yêu thích bóng đá, yêu thích môn thể thao vua, hãy đến với sân bóng Quy Sơn để cùng đón xem những trận bóng trực tiếp và cổ vũ cho tinh thần thi đấu của các thủ trên sân. Cú dứt điểm, như vậy đã có bàn thắng đầu tiên, bàn thắng mở tỷ số dành cho các thủ FC Sơn Trang. Pha sút phạt thần sầu đến từ phía cao thủ Sơn Trang rất nhanh. Phút thi đấu thứ tư, giống như cuộc đối đầu giữa cao thủ Long Khánh và Sóng Thần, thì bàn thắng mở tỷ số trong trận đấu ngày hôm nay cũng được mở màn rất sớm từ phía cao thủ Sơn Trang rất nhanh. Phút thi đấu thứ tư, giống như cuộc đối đầu giữa cao thủ Long Khánh và Sóng Thần, thì bàn thắng mở tỷ số trong trận đấu ngày hôm nay cũng được mở màn rất sớm. Đánh đầu không được. Người thực hiện tình huống đánh đầu vừa rồi thuộc về Văn Sinh. Phút thi đấu thứ 6 và tỷ số lúc này đã là 1-0 nghiêng về phía Sơn Trang. Với cú dứt điểm từ vị trí đá phạt cố định, cú dứt điểm thần sầu. Bóng đi rất khó và rất khó để cho các thủ
Xin lỗi bạn, rất khó để cho thủ thành bên phía 36 New có thể cản phá được tình huống đá phạt vừa rồi. Chúng ta hãy một lần nữa xem lại tình huống đá phạt rất tốt đến từ phía các thủ FC Sơn Trang. Người ghi bàn đó là cầu thủ mã số 36. Như vậy thì người có bàn thắng mở tỷ số trong trận bóng ngày hôm nay, cuộc đối đầu giữa 36 New và Sơn Trang, đó là cầu thủ mã số 38 Khắc Anh. Tình huống dứt điểm khá tốt, nguy hiểm, rất khó hiểu cho những tình huống xử lý vừa rồi đến từ phía 36 New. Cần hạn chế những tình huống xử lý nơi khu vực sân nhà như vậy. Văn Sinh không được, pha đỡ bóng không thành công của số 19 Quốc Anh bên phía các thủ 36 New. 36 New cũng là đội bóng khá nổi tiếng tại thành phố biển Sầm Sơn. Cùng với đó là dứt điểm không được. Tình huống sút bóng vừa rồi là của số 96. Sẽ là một tình huống đá phạt khá nguy hiểm đến từ phía cao thủ FC 36 New. Đứng trước bóng đang là số 77 Đình Đức. Cú sút bóng nguy hiểm, không có bàn thắng được ghi. Pha phối hợp đá phạt khá tốt đến từ phía 36 New. Ngọc Lương dùng bóng ba là số 995 chứ không phải 96. Rất tốt, vẫn còn không được. Và áp sát kịp thời của số 16 Lâm Phi. Đình Đức đánh đầu. Lâm Phi vẫn đang có những tình huống cản phá khá tốt. Áp sát nhanh và ngăn chặn kịp thời những đợt phản công đến từ phía các thủ FC 36 New. Người thực hiện tình huống đá biên dành cho các thủ 36 New đó là Như Hoàng. Vẫn còn. Ôi, không được rồi. Vẫn là Lâm Phi với tình huống áp sát rất kịp thời. Cầu thủ mã số 16 bên phía hành lang cánh trái của các thủ FC Sơn Trang liên tiếp có những tình huống ngăn chặn kịp thời những đợt phản công đến từ phía các thủ FC 36 New. Nếu như vừa rồi không có sự can thiệp kịp thời đến từ phía Lâm Phi
thì rất có thể bàn thắng quân mình. Tỷ số đã được ghi dành cho các thủ FC 36 New. Trọng tài xác định là lỗi thuộc về Văn Sinh. Ngày hôm nay thì bên phía 36 New, Văn Sinh sẽ là cầu thủ thi đấu ở tuyến trên. Ở vị trí trung phong sẽ là ngòi nổ đến từ dành cho các thủ FC 36 New. Phút thi đấu thứ 11 và tỷ số hiện tại đang là 1-0 nghiêng về phía các thủ Sơn Trang. Và người ghi bàn, người có bàn thắng mở tỷ số trong trận bóng ngày hôm nay, đó là số 38 Khắc Anh. Đình Đức. Rất khéo. Văn Sinh căng ngang, cơ hội không được. Tình huống chạm bóng bước 1 không tốt của cầu thủ áo số 33. Pha đi bóng rất tốt của số 7 Văn Sinh bên phía các thủ 36 New. Tình huống đã phạt dành cho 36 New. Không có gì khó khăn đối với thủ thành Viết Hùng. Văn Sinh. Thời tiết đang khá ủng hộ cho buổi chiều ngày hôm nay tại sân bóng Quy Sơn. Gió nhẹ, râm mát, đang rất ủng hộ cho giải bóng đá câu lạc bộ Sầm Sơn chào hè năm 2020. Hy vọng rằng khởi đầu suôn sẻ như thế này thì những trận tiếp theo sẽ được thuận lợi hơn. Quốc Anh, Đức Diêm áp sát rất nhanh, bóng vẫn còn, tiếng còi đã vang lên.
dứt điểm ngay. Đó là tình huống ra trần của số 5 Minh Quang. Được dêm. Như Hoàng. Bóng được quay trở lại dành cho Đức Dêm. Như Hoàng. 3-1. Xin lỗi các bạn, 3-3. Không được. Nỗ lực vừa rồi thuộc về Lâm Phi. Số 16. Cầu thủ thì có thân hình rất nhỏ con, thế nhưng lại thi đấu khá nhiệt. Hữu Tuấn. Số 10 bên phía cao thủ Sơn Trang. Có thân hình rất nổi trội, to cao. Đang thi đấu ở vị trí trung vệ. Vẫn còn. Bóng vẫn còn trong sân. Không được. Tiếng còi đã vang lên. Lỗi thuộc về số 33 Văn Đại. Nhịp độ trận đấu trong những phút vừa qua đã được giảm xuống. Thế nhưng cả hai đội bóng FC 36 New cũng như FC Sơn Trang vẫn đang thực hiện liên tiếp những tình huống ăn miếng trả miếng. Khi mà lúc này lợi thế về mặt tỷ số đang thuộc về các thủ FC Sơn Trang. Với bàn thắng đầu tiên được ghi bởi cầu thủ mã số 38 Khắc Anh. Đó là pha sút bóng này. Hữu Tuấn. Tình huống cắt bóng an toàn của số 10 Hữu Tuấn bên phía các thủ FC Sơn Trang. Hữu Tuấn. Đường chuyền dài của Hữu Tuấn. Bên phía đối diện, cầu thủ mã số 96, tiền đạo bên phía FC Sơn Trang. Số 96. Đó là Dũng Phúc Bà. Cũng có thân hình khá tốt. Như Hoàng. Không được. Lâm Phi. Không được. Nỗ lực thuộc về cầu thủ mã số 16 Lâm Phi bên phía các thủ FC Sơn Trang. Tính tới thời điểm hiện tại thì tỷ lệ kiểm soát bóng đang là 60-40. Các thủ FC 36 New kiểm soát bóng tốt hơn. Thế nhưng lợi thế về mặt tỷ số lại nghiêng về cao thủ FC Sơn Trang. Đó là Lâm, xin lỗi các bạn, đó là Dũng Bốc Bà. Cú dứt điểm không được. Phạt xoay người rất nhanh, thuộc về cầu thủ áo số 98 Ngọc Lương. Thế nhưng hàng phòng ngự của thủ FC 36 New vừa rồi đã thi đấu tốt. Dũng Bốc Bà. Dũng Bốc Bà không thể vượt qua được Minh Quang. Buổi chiều ngày hôm nay sẽ được diễn ra 3 lượt thi đấu. Lượt 1 đang diễn ra cuộc đối đầu giữa các thủ Long Khánh và Sóng Thần với tỷ số là 4-3 nghiêng về phía Sóng Thần. Và lượt thi đấu thứ hai, cuộc đối đầu mà chúng ta đang được theo dõi là cuộc đối đầu giữa các thủ FC 36 New cùng với đó là FC Sơn Trang. Một lần nữa tôi xin được phép nhắc lại, đó là ngày hôm nay các thủ FC 36 New ra sân với trang phục quần xanh áo vàng xanh. Còn bên phía các thủ FC Sơn Trang ra sân với trang phục quần trắng áo trắng. Vừa rồi thì Đức Dêm đã bị phạm lỗi.
sẽ có một tình huống đá phạt dành cho các thủ FC 36 New. Đó là tình huống dứt điểm ngay của số 33 Văn Đại. Sẽ rất có thể đánh bại được thủ thành bên phía các thủ FC Sơn Trang 3, đó là Viết Hùng, với những tình huống sút xa như vừa rồi. Dũng Phúc Ba, vẫn là Dũng Phúc Ba, tỷ lệ khá tốt. Với thân hình to con như vậy thì Dũng Phúc Ba đang tận dụng lợi thế của mình với những tình huống tỷ lệ khá tốt. Được dêm. Hơn một nửa thời gian hiệp thi đấu đầu tiên đã trôi qua và tỷ số hiện tại đang là 1-0 nghiêng về phía các thủ FC Sơn Trang. Rất nguy hiểm. Vẫn còn không được. Nỗ lực thuộc về số 19 Quốc Anh. Dứt điểm Văn Sinh. Đó là tình huống ra chân không thành công của số 7 Văn Sinh bên phía các thủ 36 New. Văn Sinh vẫn còn. Quốc Anh, Văn Đại, Đức Diêm, vẫn là Đức Diêm, rất tốt, không được. Dũng Phúc Ba, vẫn là Dũng Phúc Ba. Dũng Phúc Ba đang thi đấu rất can lướt. Ngọc Lương, đường chuyền tốt của Ngọc Lương, bóng vẫn còn, không được. Cắt bóng tốt của Khắc Anh. Đơn vị đồng hành trong giải bóng đá các câu lạc bộ Sầm Sơn chào hè năm 2022 năm nay, đó là Trà Chanh Timor nằm tại số 10 đường Thanh Niên, cùng với đó là sân bóng Quy Sơn, số 11 đường Thanh Niên tại thành phố biển Sầm Sơn. Nếu như quý vị các bạn yêu thích thể thao thì hãy đến với số 11 đường Thanh Niên, chúng ta sẽ thấy được một sân bóng khá đẹp, nằm ở vị trí khá đắc địa và dễ tìm, đó là sân bóng Quy Sơn. Còn đối diện sân bóng Quy Sơn nằm tại số 10 đường Thanh Niên, đó là Trà Chanh Timor, một trong những thương hiệu khá nổi tiếng trong thời gian vừa qua tại thành phố biển Sầm Sơn.
cú dứt điểm ngay. Đó pha rút bóng của Khắc Anh. Một lần nữa chúng tôi xin được phép nhắc lại, đơn vị truyền thông trong giải đấu năm nay thuộc về đơn vị FAG League và đơn vị quay phát đó là C4 Studio, một trong những đơn vị truyền thông khá nổi tiếng tại tất cả các giải bóng đá phong trào. Văn Đại khá tốt, không được, pha tiếp bóng không thành công của số 7 Văn Sinh. Xuyên chút nữa thì cao thủ biệt 36 Niu đã có bàn thắng quân mình tỷ số 1-1. Nếu như Văn Sinh tiếp bóng thành công trong pha bóng vừa rồi thì sẽ thực hiện một tình huống dứt điểm cận thành. Và ngay sau đó thì Văn Sinh đã bị phạm lỗi. 36 Niu sẽ được hưởng một tình huống đá phạt cố định. Và không ai khác, người đang đứng trước bóng sẽ là Đức Diềm, cầu thủ mã số 77. Cú dứt điểm không được, vẫn chưa thể đánh bại được thủ thành bên phía cao thủ Sơn Trang, đó là Viết Hùng. Người dứt điểm vừa rồi không ai khác vẫn là Văn Sinh. Như vậy thì bên phía 36 Niu có sự thay đổi người, xin lỗi các bạn, không phải, đó là FC Sơn Trang có sự thay đổi người đầu tiên. Ngọc Lương, cầu thủ mã số 98 sẽ là cầu thủ rời sân. Và người vào sân thay cho Ngọc Lương đó là Hữu Hoàng, cầu thủ mã số 17. Thì bóng bước một khá tốt của số 96 đó là Dũng Bóc Bà. Tình huống phát bóng lên dành cho các thủ 36 Niu. Không phải, đó là tình huống đá phạt. Mặc dù có tỷ lệ kiểm soát bóng tốt hơn, thế nhưng các thủ 36 Niu vẫn đang rất khó khăn trong việc tìm kiếm bàn thắng cũng như xuyên thủng hàng phòng ngự đến từ phía các thủ FC Sơn Trang. Họ cần phải chỉn chu hơn, chắc chiu hơn và thực hiện tình huống dứt điểm cuối cùng tốt hơn, chính xác hơn. Đức Diềm, vẫn là Đức Diềm, căng ngang, cứ dứt điểm không được. Pha chạm bóng rất nhạy cảm đến từ phía cầu thủ số 77 bên phía các thủ FC 36 Niu, đó là Như Hoàng. Bóng dội vào xà ngang và bay ra ngoài, rất đáng tiếc trong tình huống vừa rồi. Vẫn còn, không được. Tình huống đã phạt bóng khá tốt. Ngay sau khi cản phá tình huống đá phạt góc bên phía 36 Niu vừa rồi thì Viết Hùng đã bị đau. Sẽ có thêm một tình huống đá phạt góc nữa dành cho cầu thủ FC 36 Niu. Phút thi đấu thứ 29 rồi. Rất có thể cả hai đội sẽ rời sân với tỷ số là 1-0 nghiêng về phía cầu thủ FC Sơn Trang. Và chúng ta hãy cùng chờ đợi ít phút tiếp theo liệu rằng có bàn thắng quân mình tỷ số hay không, hay là bàn thắng nhân đôi cách biệt dành cho các thủ FC Sơn Trang. Lúc này thì các thủ FC 36 Niu đang thực hiện tình huống đá phạt góc. Đánh đầu không được. Đã có tình huống nhắc nhở từ phía trọng tài dành cho Dũng Bóc Bà. Đá phạt dành cho các thủ 36 Niu. Như vậy thì thời gian bù giờ cho hiệp thi đấu đầu tiên là 1 phút.
Không được. Đình Đức vừa rồi đã không thể vượt qua được hậu vệ bên phía các thủ FC Dân Trang. Đá biên dành cho các thủ FC 36 New. Văn Sinh đã lùi về rất sâu. Đánh đầu. Không được. Bóng chạm vào cột dọc. Vẫn chưa thể có bàn thắng được ghi dành cho các thủ FC 36 New. Người có tình huống bật cao đánh đầu trong pha bóng vừa rồi thuộc về đội trưởng Minh Quang bên phía 36 New. Tình huống chuyền bóng rất tốt. Rất có thể đây sẽ là tình huống cuối cùng trong hiệp thi đấu đầu tiên. Cuộc đối đầu giữa các thủ FC Sơn Trang và 36 New. Tỷ số hiện tại vẫn đang là 1-0 nghiêng về phía Sơn Trang. Hữu Tuấn. Đúng như vậy. Như vậy thì tiếng còi khép lại hiệp thi đấu đầu tiên của trọng tài chính đã được vang lên. Cả hai đội sẽ rời sân với tỷ số tạm thời đang là 1-0 nghiêng về phía Sơn Trang. Người ghi bàn và người có bàn thắng mở tỷ số duy nhất trong hiệp thi đấu đầu tiên thuộc về cầu thủ áo số 38 Khắc Ảnh. Và ngay sau đây xin mời quý vị và các bạn cùng nghỉ giải lao trong giây lát để quay trở lại với hiệp thi đấu thứ hai. Xin chào mừng toàn thể quý vị các bạn cùng quay trở lại với sân bóng Quy Sơn để cùng đón xem diễn biến tiếp theo hiệp thi đấu thứ hai. Cuộc đối đầu giữa các thủ FC Sơn Trang và FC 36. Cái đội sẽ quay trở lại sân với tỷ số tạm thời đang là 1-0 nghiêng về phía các thủ FC Sơn Trang. Bước vào hiệp thi đấu thứ hai thì các thủ FC 36 New sẽ giữ sân bên phía tay phải màn hình nhỏ của các bạn. Còn bên phía phần sân còn lại sẽ là các thủ FC Sơn Trang. Quả cá bóng của Văn Sinh. Không thể vượt qua được trung vệ Hữu Tuấn. Vẫn còn. Không được. Tình huống phối hợp vừa rồi là của Đức Anh. Xin lỗi các bạn, Quốc Anh. Bên phía 36 New. Văn Sinh. Quốc Anh. Không được.
pha xử lý không thành công của Như Hoàng. Văn Sinh. Sẽ có một tình huống đá phạt góc dành cho FC Sơn Trang. Quốc Anh. Như Hoàng không được. Hai số 17 đối đầu với nhau và Như Hoàng đã không thể vượt qua được Hữu Hoàng. Khắc Anh, vẫn là Khắc Anh, tỷ lệ khá khôn ngoan. Không được, Văn Sinh, phản công dành cho 36 Niu. Quốc Anh, lỗi kéo người của số 16. Lâm Phi bên phía cao thủ Sơn Trang. Và một chiếc thẻ vàng đã được trọng tài rút ra dành cho Lâm Phi. Đó cũng là chiếc thẻ vàng đầu tiên trong trận bóng ngày hôm nay, cuộc đối đầu giữa các thủ FC 36 Niu và Sơn Trang. Không được. Quốc Anh. Đường truyền vặn sườn của Quốc Anh dành cho số 17 Như Hoàng. Hiếu Tuấn, không được. Sẽ có một quả đá phạt dành cho 36 Niu. Văn Sinh, Đức Anh, không phải đó là Đức Diêm. Vẫn là Đức Diêm, không được. Và áp sát kịp thời của Lâm Phi. Lâm Phi vẫn đang thi đấu khá nhiệt huyết. Mặc dù có thân hình nhỏ con nhất trên sân, thế nhưng bên phía các thủ FC Sơn Trang thì trong những đợt phản công đến từ phía 36 Niu, nếu không có sự can thiệp kịp thời đến từ phía cầu thủ áo số 16 Lâm Phi thì rất có thể thủ thành bên phía các thủ FC Sơn Trang đó là Viết Hùng đã phải hứng chịu rất nhiều những đợt phản công nguy hiểm. Quốc Anh. Văn Mười, đó là cầu thủ vừa được tung vào sân ở hiệp thi đấu thứ hai vẫn còn. Đá biển dành cho các thủ FC 36 Niu. Giải bóng đá các câu lạc bộ Sầm Sơn chào hè năm 2022 tại sân bóng Quy Sơn với 6 đội tham gia thi đấu vòng tròn. Và tìm ra đội bóng có số điểm cao nhất sẽ là đương kim vô địch trong giải đấu năm nay. Với sự góp mặt của 6 đội bóng đều là những đội bóng tên tuổi, có chất lượng chuyên môn cao tại thành phố biển Sầm Sơn. Sẽ dự trù cho một giải đấu thành công và chất lượng. Điểm đội bóng khá nguy hiểm. Đức Diêm không được. Với đơn vị đồng hành cùng với giải đấu năm nay sẽ là trà chanh Timor số 10 đường thanh niên
cùng với đó là sân bóng Quy Sơn tại địa chỉ số 11 đường Thanh Niên, thành phố Sầm Sơn. Nếu như quý vị các bạn có đam mê với môn thể thao vua cùng với đó là đam mê với trái bóng tròn thì hãy đến với địa chỉ tại số 11 đường Thanh Niên thì chúng ta sẽ thấy được một sân bóng khá đẹp, đó là sân bóng Quy Sơn, vị trí khá đẹp và khá đắc địa, rất dễ tìm. Đối diện sân bóng Quy Sơn sẽ là địa chỉ số 10 đường Thanh Niên với trà chanh Timo, một trong những thương hiệu khá nổi tiếng tại Sầm Sơn. Vẫn còn cú sút xa, không được. Liên tiếp là hai tình huống dứt điểm của đội trưởng bên phía 36 New, đó là Minh Quang. Phạt góc dành cho 36 New. Chúng ta hãy cùng chờ đợi. Cú căng ngang khá mạnh đến từ phía Văn Sinh. Đá biên dành cho Sơn Trang. Văn Sinh. Vẫn còn lỗi rồi. Người vừa bị phạm lỗi đó là Như Hoàng. Sẽ có một tình huống đá phạt dành cho các thủ FC 36 New. Và đứng trước bóng không ai khác vẫn là Đức Dêm, cầu thủ mã số 77. Và bên cạnh đó tuyến 2 đang có sự góp mặt của Văn Sinh. Chúng ta hãy cùng chờ đợi xem tình huống phối hợp đá phạt đến từ phía 36 New sẽ như thế nào. Cú dứt điểm ngay. Không có tình huống để bóng chạm tay, khi mà 36 New cho rằng vừa rồi hậu vệ bên phía các thủ Sơn Trang đã để bóng chạm tay. Đức Dềm chỉ mang về cho các thủ FC 36 New một tình huống đá phạt góc. Không được. Phản công dành cho Sơn Trang. Mất bóng rồi, Văn Sinh. Vẫn là Văn Sinh, cú dứt điểm không được. Vẫn là tình huống áp sát kịp thời của số 16 Lâm Phi. Ngày hôm nay nếu như cho điểm thì tôi sẽ cho Lâm Phi 10 điểm. Khi mà những phút vừa qua Lâm Phi đã có rất nhiều những tình huống ngăn chặn kịp thời những đợt phản công đến từ phía các thủ FC 36 New. Điểm 10 cho nhiệt huyết, điểm 10 cho sự lan xả. Đánh đầu không được. Đó là Văn Sinh. Mười phút trôi qua của hiệp thi đấu thứ hai và vẫn chưa có thêm được bàn thắng được ghi. Tỷ số lúc này vẫn đang là 1-0 nghiêng về phía các thủ Sơn Trang. Và người lập công cho các thủ Sơn Trang đó là cầu thủ mã số 38 Khắc Anh. Không được.
Pha áp sát rất sát của Minh Quang đối với Dũng Quốc Bà. Văn Sinh. Thế Tuấn. Pha bóng an toàn của Viết Hùng. Hai trọng tài chính điều hành trận bóng ngày hôm nay đó là trọng tài Quang Thông, cùng với đó là Lệnh Hoàn. Những phút vừa qua thì chúng ta có thể thấy là sự nghiêm khắc về chuyên môn cũng như về chất lượng trận đấu đang được cả hai trọng tài điều hành khá tốt. Trọng tài Quang Thông cũng như trọng tài Lệnh Hoàn đều là những trọng tài khá nổi tiếng tại thành phố Biển Sầm Sơn, cùng với đó là những giải đấu tại thành phố Thanh Hóa. Cho tới thời điểm hiện tại thì lúc này trên sân bóng Quy Sơn đã có sự góp mặt của rất đông những cổ động viên đến với sân bóng Quy Sơn để chứng kiến cũng như cổ vũ cho tinh thần thi đấu của các cầu thủ trên sân và cổ vũ cho tinh thần của những đội bóng mà họ yêu quý. Và chúng tôi cũng rất hy vọng quý vị các bạn, những cổ động viên đang theo dõi live stream, nếu như ngày hôm nay không có mặt tại sân bóng Quy Sơn thì vào chủ nhật tuần này sẽ diễn ra vòng thi đấu tiếp theo, vòng thi đấu thứ hai trong giải bóng đá các câu lạc bộ Sầm Sơn chào hè năm 2022. Hãy đến với sân bóng Quy Sơn để chứng kiến và cổ vũ cho tinh thần của cao thủ của những đội bóng mà quý vị các bạn yêu quý, và điều đó cũng là nguồn động lực rất lớn để cổ vũ cho những sự nhiệt huyết đến từ phía cao thủ thi đấu trên sân. Quay trở lại sân thì lúc này đang là tình huống đá phạt dành cho cầu thủ Sơn Trang. Và đứng trước bóng không ai khác đó là trung vệ Hữu Tuấn. Ở bàn thắng mở tỷ số thì cầu thủ Sơn Trang cũng thực hiện rất tốt. Và chúng ta hãy cùng chờ đợi xem liệu rằng tình huống đá phạt tiếp theo. Không được. Vẫn không được. Vẫn còn. Không được. Không có tình huống chạm tay. Sẽ có một tình huống đá phạt góc dành cho các thủ FC Sơn Trang. Sóng gió vẫn chưa qua đi với thủ thành bên phía các thủ FC 36 điều. Người thực hiện tình huống đá phạt góc cho các thủ Sơn Trang đó là Khắc Anh, cầu thủ áo số 38. Không được. Viết Hải, Đức Duyên. Lợi thế dành cho các thủ 36 điều. Vẫn còn, tiếng còi đã vang lên. Sẽ có tình huống đá phạt dành cho 36 New. Chiếc thẻ vàng đã được rút ra, chiếc thẻ vàng thứ hai trong trận bóng ngày hôm nay. Hai chiếc thẻ vàng đều thuộc về các thủ FC Sơn Trang. Người vừa bị phạm lỗi đó là cầu thủ má số 9 bên phía 36 New. Đó là Hải Say. Trọng tài cũng đang có những nhắc nhở đối với Hải Say. Cùng với đó là một cầu thủ bên phía Sơn Trang, đó là đội trưởng Viết Vũ. Đường chuyền của Văn Sinh. Minh Quang. Không được. Hiệu Tuấn mất bóng khá nguy hiểm. Thế nhưng tình huống chọc khe của Minh Quang là không tốt, khi mà bên phía hành lang cánh trái có sự có mặt của số 19
đó là Quốc Anh. Nếu như đường truyền của Minh Quang dành cho Quốc Anh thì cơ hội đã tốt hơn và dễ dàng hơn đối với các thủ 3 sao New. Lâm Phi, Dũng Bóng Bà không được. Dũng Bóng Bà đã không thể vượt qua được Minh Quang. Sẽ có một tình huống đá phạt lên dành cho 3 sao New. Đức Diêm, tình huống chơi khá tốt của Đức Diêm. Hải Sai không được, tình huống cắt bóng an toàn của Khắc Anh. Quốc Anh, vẫn là Quốc Anh. Đức Diêm, đây là Hữu Ngọc, cầu thủ áo số 45 người vừa được tung vào sân bên phía 36 New. Rất tốt, Quốc Anh không được. Quốc Anh đã không thể vượt qua được Viết Vũ. Sẽ có một quả đá phạt dành cho Sơn Trang. Đứng trước bóng lúc này đang là Như Hoàng. Hải Say mở cánh rất tốt của Hải Say, không được. Thế nhưng Hữu Ngọc vừa rồi đã không tập trung. Bóng vẫn còn, Quốc Anh. Đường chuyền dài của Quốc Anh dành cho Hải Say. Vẫn là tình huống cắt bóng tốt đến từ phía Lâm Phi. Cầu thủ áo số 16 vẫn đang thi đấu khá nhiệt huyết. Hải Say vẫn còn. Đã có tiếng còi được cất lên rồi. Đá phạt dành cho 36 New. Người vừa bị phạm lỗi đó là cầu thủ áo số 77. Đức Dêm. Góc sút là khá hẹp. Chúng ta hãy cùng chờ đợi xem tình huống xử lý đến từ phía các thủ 36 New sẽ như thế nào. Đứng trước bóng không ai khác vẫn là cầu thủ áo số 77 Đức Dêm. Bên phía tuyến trên có sự có mặt của Văn Sinh, cùng với đó là Quốc Anh. Cọc hai là Hải Say và Hữu Ngọc. Minh Quang cũng dâng lên rất cao. Nếu như để mất bóng trong tình huống vừa rồi, tình huống này thì sẽ là một đợt phản công khá nguy hiểm đến từ phía cao thủ. Nguy hiểm, như vậy đã có bàn thắng quân mình tỷ số rồi. Người ghi bàn đó là cầu thủ áo số 19 Quốc Anh. Pha phối hợp đá phạt khá tốt đến từ phía 36 New. Chúng ta hãy một lần nữa xem lại tình huống phối hợp đá phạt bên phía cao thủ FC 36 New. Pha ra trận là khá tốt. Số 19 vừa rồi đã thực hiện rất tốt tình huống dứt điểm và mang về bàn thắng quân mình tỷ số dành cho 36 New. Lúc này thì cả hai đội sẽ quay trở lại vạch xuất phát. Tỷ số lúc này là 1-1. Sau rất nhiều những đợt phản công và rất nhiều những tình huống ra chân, cùng với đó là những tình huống sút xa, thì cuối cùng cao thủ FC 36 New đã có bàn thắng quân mình tỷ số đối với mình. Không được. Được Dêm. Vẫn còn. Đó là Quốc Anh.
Hữu Ngọc vừa rồi đã có lỗi keo áo. Đá phạt dành cho các thủ Sơn Trang. Phút thi đấu thứ 51 và tỷ số lúc này đang là 1-1. Cả hai lượt thi đấu trong vòng thi đấu đầu tiên giải bóng đá các câu lạc bộ Sầm Sơn chào hè năm 2022 đều diễn ra vô cùng hấp dẫn. Trước đó cuộc đối đầu giữa các thủ FC Long Khánh và Sóng Thần cũng tạo ra một màn rượt đuổi tỷ số vô cùng ấn tượng. Thế nhưng may mắn đã thuộc về các thủ Sóng Thần với tỷ số 4-3. Và bây giờ khi mà các thủ FC Sơn Trang đối đầu với các thủ FC 36 Niu ở hiệp thi đấu đầu tiên, duy nhất bàn thắng thuộc về các thủ FC Sơn Trang, thì tính tới thời điểm hiện tại chúng ta cũng đang có được bàn thắng duy nhất thuộc về các thủ FC 36 Niu. Và người ghi bàn đó là cầu thủ áo số 19 Quốc Anh. Hải Say. Hải Say cho rằng đã có lỗi của Hữu Tuấn, thế nhưng trọng tài lại gạt tay cho rằng không. Tiếp tục là lỗi của cầu thủ áo số 45 Hữu Ngọc. Như vậy thì tiền đạo Dũng Phúc Bà đã được đưa ra ngoài sân. Và thay cho vị trí của Dũng Phúc Bà đó là Thành Hiếu, cầu thủ áo số 91. Hữu Tuấn. Khắc Anh. Một điều khá trùng hợp ở đây đó là cả hai cầu thủ ghi bàn bên phía 36 Niu cũng như Sơn Trang đều có cái tên kết thúc bằng Anh. Bên phía các thủ Sơn Trang đó là cầu thủ áo số 38 Khắc Anh. Thì bên phía các thủ FC 36 Niu, người có bàn thắng quân mình tỷ số đó là Quốc Anh. Đó là pha dứt điểm khá giả của số 77 Đức Dềm. Chúng ta có thể dễ dàng nhận thấy rằng Đức Dềm là cầu thủ đang thi đấu khá tốt bên phía 36 Niu, cầm nhịp tốt, bàn bật tốt và tạo ra được những tình huống chia bài khá tốt bên phía 36 Niu. Đức Dềm cắt bóng tốt của Lâm Phi, vẫn còn Khắc Anh. Đó là pha chạm bóng đầu tiên của Đỗ Hiếu, người vừa được tung vào sân. Hữu Ngọc. Đức Dềm. Nếu như cuộc đối đầu giữa các thủ FC 36 Niu và Sơn Trang khép lại với tỷ số hòa 1-1 thì cả hai đội ngày hôm nay ra quân đều mang về cho mình 1 điểm, thì đó là cũng là điều khá tốt rồi. Và chỉ còn không đầy 10 phút nữa thôi thì cuộc đối đầu giữa 36 Niu và Sơn Trang sẽ khép lại. Chúng ta hãy cùng chờ đợi xem đội bóng nào sẽ là đội bóng may mắn hơn có được 3 điểm trọn vẹn trong màn ra quân ngày hôm nay tại sân bóng Quy Sơn. Đức Anh. Quả cắt bóng tốt của Minh Quang. Không phải. Đúng như vậy, đó là Minh Quang. Rồi các bạn. Trung vệ đội trưởng bên phía các thủ 36 Niu. Đức Anh. Lâm Phi. Tình huống chuyền bóng không tốt của Lâm Phi. Quốc Anh. Không được. Nỗ lực của Đức Dềm. Văn Sinh. Lỗi thuộc về Đức ạ. Xin lỗi các bạn, lỗi thuộc về Khắc Anh. Khắc Anh. Bóng đã đi ra hết đường biên dọc rồi. Đá biên dành cho các thủ 36 Niu.
Đức Diệm, bóng vẫn còn, khá tốt Đức Diệm, nỗ lực của Đức Diệm, cơ hội 2 giây không được, bóng vẫn còn trong sân, không được rồi, rất đáng tiếc cho tình huống vừa rồi. Hải Sài đã có một cơ hội khá ngon ăn, thế nhưng tình huống dứt điểm cuối cùng lại không thể đánh bại được hàng rào đến từ phía cao thủ Sơn Tràng. Thế nhưng chúng ta phải công nhận rằng nỗ lực vừa rồi đã thuộc về cầu thủ áo số 77 Đức Diệm, một trong những nỗ lực khá tốt đến từ phía hành lang cánh trái. Ngay sau pha phản công vừa rồi đến từ phía 36 Niu thì thủ thành Viết Hùng bên phía cao thủ FC Sơn Tràng cũng đã bị đau và đang cần đến sự trợ giúp của các nhân viên y tế. Kiều ơi, thằng sau có đuổi không? Không muốn đuổi không? Ý suy nghĩ. Tôi với anh vẫn chụp bình thường. Anh còn ISO dưới nhìn. Chúng ta sẽ cùng quay trở lại những diễn biến tiếp theo trong ít phút còn lại của hiệp thi đấu thứ hai, cuộc đối đầu giữa các thủ 36 Niu và Sơn Tràng. Và tỷ số lúc này vẫn đang là 1-1. Hữu Ngọc sẽ là người thực hiện tình huống đá biên dành cho các thủ FC 36 Niu. Thời gian bù giờ cho hiệp thi đấu thứ hai và cho trận đấu giữa các thủ 36 Niu và Sơn Tràng sẽ là 4 phút. 4 phút nữa để chúng ta biết xem đội bóng nào sẽ là đội bóng giành chọn 3 điểm trong cuộc đối đầu ngày hôm nay. 4 phút cho những nỗ lực đến từ phía 36 Niu cũng như Sơn Tràng. Người có bàn thắng mở tỷ số trong trận bóng ngày hôm nay đó là Khắc Anh, cầu thủ áo số 38 bên phía Sơn Tràng. Còn người có bàn thắng quân mình thì số 1-1 dành cho 36 Niu đó là Quốc Ảnh, cầu thủ áo số 19.
Một sự trùng hợp ở đây là cả hai bàn thắng đến từ phía các thủ FC 36 Điều hay là FC Sơn Trang đều xuất phát từ những vị trí đá phạt cố định. Và sự trùng hợp tiếp theo đó là cả hai cầu thủ ghi bàn đều kết thúc bằng cái tên là Anh, Quốc Anh và Khắc Anh. Ngay sau khi cuộc đối đầu giữa các thủ FC 36 Điều và Sơn Trang khép lại thì sẽ là lượt thi đấu thứ 3 trong vòng thi đấu đầu tiên giải bóng đá các câu lạc bộ Sầm Sơn chào hè 2022 tại sân bóng Quy Sơn. Lượt thi đấu cuối cùng trong buổi chiều ngày hôm nay, buổi chiều khai mạc. Không được, tình huống cắt bóng kịp thời của Đỗ Hiếu. Minh Quang lỗi rồi, tình huống phạm lỗi khá nguy hiểm thuộc về cầu thủ số 38 Khắc Anh. Chiếc thẻ vàng thứ 3 đã được rút ra dành cho các thủ FC Sơn Trang. Và người nhận thẻ vàng trong tình huống vừa rồi đó là Khắc Anh. Văn Sinh vẫn còn Hữu Ngọc, đá biên dành cho cá thủ Sơn Trang. Và cắt bóng tốt của Minh Quang. Vẫn còn áp sát rất nhanh. Phản công dành cho Sơn Trang. Không được. Đức Diêm 3 đấu 3. Vẫn là Đức Diêm. Hơi ham bóng rồi. Không có gì nguy hiểm đối với thủ thành bên phía các thủ Sơn Trang. Đó là Viết Hùng. Được rồi, tiếp bóng bước một khá tốt. Vẫn còn phản công dành cho Sơn Trang. 4 đấu 3. Cú dứt điểm. Tình huống ra chân khá tốt của Đỗ Hiếu. Bóng chỉ đi chệch khuôn cầu gôn một chút mà thôi. Chúng ta đang được xem lại pha ra chân khá tốt của cầu thủ áo số 91 Đỗ Hiếu. Lâm Phi. Không được. Minh Quang. Những phút thi đấu cuối cùng không được, pha phối hợp không thành công. Và đó cũng là tình huống cuối cùng trong vòng, xin lỗi các bạn, đó cũng là lượt thi đấu, tình huống thi đấu cuối cùng trong cuộc đối đầu giữa các thủ FC 36 Điều và Sơn Trang. Tỷ số chung cuộc là 1-1. Cả hai đội sẽ mang về cho mình một điểm trong lượt thi đấu ra quân ngày hôm nay. Và ngay sau đây sẽ là lượt thi đấu tiếp theo, lượt thi đấu thứ 3 trong buổi chiều ngày hôm nay tại sân bóng Quy Sơn, giải bóng đá các câu lạc bộ Sầm Sơn chào hè năm 2022. Và xin mời quý vị các bạn cùng nghỉ giải lao trong ít phút nữa thôi.